liên tục chiếm sóng với những tình tiết gây ức chế người xem, nhân vật Hà, gia đình mình vui bất thình lình và Bát trong cuộc đời vẫn đẹp sao vẫn nằm trong danh sách các vai diễn nhận được nhiều gạch đá nhất hiện nay. Lên sóng khung giờ vàng của VTV, bộ phim gia đình mình vui bất thình lình được yêu thích với kịch bản hài hước và vui nhộn. Trong đó, nhân vật Hà do Lan Phương thủ vai, cô em dâu chảnh trệ, đánh thanh liên tục bị khán giả đánh giá về lối diễn quá lố. Liên tiếp trong các tập phim, Hà thường xuyên thể hiện bản thân là cái rốn của vũ trụ, từ cảnh Hà khóc an vạ khi bố chồng mắng về vụ việc tự ý sơn lại phòng riêng, đến cảnh Hà gao thét lao vào chồng truy hỏi khi phát hiện mất nhẫn cưới, dù chỉ xuất hiện trong suy nghĩ của Thành, Doãn Quốc Đam và pha rằn mặt tiểu Tam Mai hay việc là muốn nhận phần hơn trong công cuộc chia tiền của gia đình khiến người xem có cái nhìn khó chịu về nhân vật này. Tiếp theo phải kể đến là vai diễn bát trong phim Cuộc đời vẫn đẹp sao? Khán giả bày tỏ thất vọng trong phim Cuộc đời vẫn đẹp sao khi mà nhân vật Bát do Phạm Tuấn Anh thủ vai chiếm sóng quá nhiều. Ngay từ đầu phim thì Bát được xây dựng là tuyếp người chỉ toàn tính xấu từ ngoại hình cho đến hành động. Sự xuất hiện của Bát gây ra xáo trộn cuộc sống cho xóm trọ từ việc bắt vạ bà Tình, nghệ sĩ ưu tú thanh quý thủ vai, trả nợ cho luyến, ăn nhờ ở đậu nhà bà Tình, ăn trộm đồng hồ chủ quán cà phê cho đến cái việc mà suýt đẩy bố con Lưu do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải vào cửa tử. Điều lạ là bác liên tục thoát nạn nhờ nhơ ngoài vòng pháp luật. Một số khán giả ví von, kẻ ác, thường sống thành thơi, đúng với trường hợp của bác. Cũng trong bộ phim Cuộc đời vẫn đẹp sao, nhân vật Thạch được xây dựng hình tượng là một chàng trai chăm ngoan, lễ phép, nhưng mà lại thiếu kỹ năng sống cũng khiến người xem cảm thấy khó chịu. Điều khiến khán giả ức chế là Thạch, một thủ khoa đại học thông minh nhưng lại dễ dàng bị bạn lừa. Vốn ý thức được sự nguy hiểm khi vay tiền nóng, Thạch vẫn bất chấp lao vào. Việc làm của Thạch đã đẩy nhiều người xung quanh phải chung nỗi khổ, nhất là bố lưu. Việc thoát khỏi cửa tử từ hoạt động buôn bán thận trái phép, Lưu còn phải gánh thêm số tiền vay lãi cắt cổ từ con trai. Từ số tiền 90 triệu đồng sau vài ngày, nhóm côn đồ đến đòi nợ với số tiền 150 triệu đồng và kèm theo lời dọa. Nếu không trả đúng hạn thì sẽ tính thêm vài ngày nữa. Sai lầm của Thạch còn được nhà làm phim Cuộc đời vẫn đẹp sao xây dựng nhằm cảnh báo về tình trạng vay nặng lãi, tín dụng đen đang đe dọa cuộc sống của nhiều người dân. Tình huống của Thạch cập phải khá sát với thực tế đời sống.